đã đến với chiếc nọc của bảo Ren, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Bây giờ mình sẽ nói với các bạn fan của mình sẽ là Randy ha. Nếu mà bạn nào mà là fan của mình thì các bạn có thể biết cái chữ Randy. Mình có đặt ở trên Facebook rồi và mình cũng đã thường nói bây giờ. Ok, thì các bạn trên tay của mình đây là Chara và nope. Mình mới quay thôi mà tự nhiên cái bịch đồ ở kế bên này rớt xuống rồi. Mình biết có điểm gì không, thì đây chính là Chara ở trong Undertale. Nếu mà các bạn nào mà hay xem về Undertale, bé San hay là Baby Rust, hay là nói chung là mình cũng đã là một trước đây mình cũng đã coi về cái câu chuyện về Undertale rất là nhiều, cho nên là mình ngày hôm nay thì do là có một bạn fan đưa ra cho mình cái điều kiện, đó chính là anh thử chụp hình với Chara xem là nó có thể thực hiện được hay không. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ làm luôn. Và nghi thức này đã rất lâu anh em mình không làm rồi, tại vì cái nghi thức này các bạn biết không, mỗi một nghi thức mà khi mà các bạn làm quá 3 lần á là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mình nghĩ là lúc lúc đó mình đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà lâu lắm rồi mình không làm lại, cho nên là bây giờ cái âm khí của nó đang tan dần. Và đây chính là lúc thích hợp để mà mình làm. Đây chính là cái chén máu mà nhiều bạn các bạn cũng biết rồi gì đúng không? Ok, thì mình sẽ không nói nhiều về cái nghi thức này nữa. Đúng rồi. Cái nghi thức này chỉ đơn giản là chúng ta sẽ cần lấy cho ra cái hộp quẹt đó, và cái hộp quẹt này chút nữa là anh em của tụi mình sẽ chụp hình, xong rồi sau đó là anh em của tụi mình sẽ bỏ vô trong đây đó. Nhưng mà từ từ đã, chung từ từ là khoan đốt đã. Thì nếu mà bạn nào vẫn chưa biết được nghi thức chụp hình 3 giờ sáng thì các bạn có thể quay lại ghi là Bảo Ren Bảo Ren chụp hình 3 giờ sáng cùng với bà ngoại Renny Zen Hit hay là SCP-096. Mình cũng đã làm rất là nhiều. Còn bây giờ là anh em của tụi mình sẽ vô trong nhà vệ sinh chụp hình, sau đó là anh em của tụi mình sẽ đi ra đây và làm tiếp tục bước tiếp theo của nghi thức cho các bạn xem nha. Ok, giờ anh em của mình vô nhà vệ sinh trước đi đã. Và bây giờ mình đã có mặt ở trong nhà vệ sinh. Và như các bạn đã biết thì bây giờ mình sẽ chụp hình với Chara. Nhưng mà để đầu tiên chụp hình với Chara là anh em của tụi mình bắt buộc phải lấy cái gương đó. Và nghi thức này thì các bạn trước đây là các bạn đã xem mình chụp hình với tất cả các nhân vật Creepypasta hay là SCP thì các bạn đều biết, đó chính là chúng ta phải bắt buộc có cái gương và chụp hình vào lúc 3 giờ sáng. Ok, thì mình nghĩ đây sẽ là lúc mình sẽ chụp hình. Đóng cái cửa lại đúng không? Không, mở cửa. Rồi, ok. Đây, không phải. Anh với em chụp hình đây nè. Quay sang đâu? Đây nè. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu chụp hình. Và các bạn có thể thấy là hình mình ở chỗ này ha. Đó, rồi. Ok, và chúng ta sẽ nhớ lấy 3 tấm hình. Rồi, mình nghĩ là đây là... Rồi, chung sẽ dùng video đây. Ok, anh với em sẽ chụp 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Và mình sẽ coi lại hình của mình nha. Thì các bạn cũng coi nhiều về nghi thức của mình rồi, cho nên là các bạn đây, hình của anh em của tụi mình thì rất là bình thường luôn nha. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ thử đi rửa ảnh, và sau đó là anh em của tụi mình sẽ nhúng máu và đốt, và sau đó là các bạn sẽ thấy được khả năng là Chara sẽ ở trong tấm hình này. Ok, mình làm trò này thành công rất là nhiều rồi. Và cuối cùng anh em của tụi mình cũng đã thu thập được 3 tấm hình. Đấy, như các bạn thấy thì mình sẽ để ở đây để cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, tấm hình này và tấm hình này. Theo như thứ tự của nghi thức, đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ đốt hình của Chara và sẽ bỏ vô, và sau đó chúng ta sẽ dùng chính cái chén máu này để mà rải lên hình, và sau đó cuối cùng là chúng ta sẽ scan hình ra, nói chung là quét hình ra để cái lớp máu của Chara đó ám vô cái tấm hình này, và chúng ta sẽ thấy được hình của Chara ở trong đây. Ok, bây giờ chúng nhỏ sẽ giúp anh là đốt tấm hình Chara bỏ vô trong máu này. Và nghi thức này anh em của tụi mình cũng đã làm khá là nhiều rồi, cho nên là Đây mà đốt rồi. mình sẽ không có nói nhiều về cái nghi thức đó nữa. Nếu mà các bạn
Mình nghĩ là bây giờ mình, nếu mà các bạn muốn là mình sẽ kể cho các bạn nghe về vài câu chuyện kiểu như là anh em của tụi mình gặp gần đây thôi. À, và thông tin mua áo khoác, mình đã có áo khoác rồi nha các bạn ơi. Các bạn nào muốn mua thì mình có để ở đầu video đó. Đó, cách thức để cho các bạn dễ dàng các bạn mua. Các bạn có thể làm cách nào các bạn làm ha. Rồi kèm theo đó nữa là qua Tết này anh em của tụi mình sẽ có một dự án phim là Triệu Hồi Sư. Và anh em của tụi mình có tạo nhóm ở trên Facebook á. Bạn nào chơi Facebook là các bạn có thể dễ dàng cập nhật hình ảnh kèm theo những thông tin mà anh em Wi-Fi cập nhật hàng ngày ha. Rồi. Rồi ok các bạn nha. Bây giờ sẽ là lúc mà anh em của tụi mình sẽ rải máu lên trên hình. Đây là một cái cách thức để mà khiến cho Chara có thể xuất hiện ở trong hình của anh em của tụi mình. Rồi. Và mấy cái nhóm của anh em của tụi mình đó mình có đăng lên rồi đó. Nhóm của riêng mình không á là Renny ha, gia tộc Sống Sét. Còn nếu mà các bạn muốn tham gia nhóm của anh em Wi-Fi thì có là gia tộc Triệu Hồi Sư Wi-Fi. Các bạn search ở trên Facebook là sẽ có nha. Rồi còn bạn nào mà mua áo khoác thì mình cũng đã ghi rồi các bạn ơi. Ok. Mình sẽ nói với các bạn biết một điều, đó chính là khi mà cái máu nó khô á là cái máu nó sẽ khác nha các bạn. Có nghĩa là nó sẽ thành nhiều hình thù khác nhau lắm, tùy theo máy nó sẽ scan ra đó cho nhiều nên khi, là với lại mình đè lên nên máu nó chảy theo các bạn. Đó, cho nên là ở chút nữa cái hình thù máu của nó sẽ biến dạng nhiều các bạn ơi. Ok. Rồi, đây chính là bước thứ ba anh game của tụi mình sẽ làm xong. Và bước cuối cùng là anh em của tụi mình giờ chỉ cần đợi cho cái này nó khô. Đúng và rồi. Sau đó là chúng ta sẽ scan ra và chúng ta sẽ thấy được điều kỳ diệu. Đợi 5 phút nha các bạn. Và ba bức ảnh của chúng ta đã khô rồi thì bây giờ sẽ là cái công đoạn scan để mà vô được cái bước nghi thức cuối cùng. Ok. Và máy scan của anh em của tụi mình đây. Chỉ cần bỏ vô là họ nó có thể quét được cái mặt ở phía dưới và nó sẽ đem lại cho chúng ta là họ một cái hình thù khác nha các bạn ơi. Giờ chúng ta thử scan thử nha. Rồi. Rồi và đã scan xong rồi. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ lấy tờ thứ ba. Thì tụi mình không muốn dở lên trước cho các bạn xem là bởi vì anh em của tụi mình cũng muốn một cái điều gì đó nó khá là bất ngờ. Đó là anh em của tụi mình cùng với các bạn sẽ xem luôn nó sẽ như thế nào. Ok. Bây giờ là ba tờ giấy nó đã scan ra đây. Rồi. Và mọi khi á là anh em của tụi mình thấy á là một là nó hay xuất hiện ở sau cái gương. Và hai là nó tác động lên hẳn cái bức hình của anh em của tụi mình luôn. Rồi ok, bây giờ anh em của tụi mình sẽ lật lên coi thử nha. Ôi, ôi. Ôi. Cái đặc quân ơi. Từ rồi các bạn ơi. Thật ra là từ trước đến giờ khi mà anh em của tụi mình làm về nghi thức này, anh em của tụi mình luôn luôn bị bất ngờ bởi những cái tấm hình nó biến động rất là kinh khủng. Ui, cái mặt này có phải mặt của Chara không các bạn? Đúng thật, như cái miệng nó tát lên rồi. Ừ, cái mặt này là cái mặt của Chara đúng không các bạn ơi? Theo như mình thấy, Chara mình đã từng thấy thấy Chara nó cười giống như vậy, nhưng mà cái con mắt ui, mà sâu hõm dữ ta. Con mắt của mình. Các bạn ơi để ý cái con mắt của mình nó cũng bị thay đổi. Nó cũng bị thay đổi thành một cái hố đen gì đó. Ok. Và đây chính là cái biến động của khi mà anh em của tụi mình làm cái nghi thức này các bạn ơi. Quái cái nồi chưa. Ok và thật ra là mình cũng không có bỡ ngỡ lắm. Tại vì cái nghi thức này mình đã làm rất là nhiều rồi. Nên là bây giờ mình đỡ sợ. Chứ mọi khi mình thấy là mình khá hết hồn đó. Ok. Mình thấy cũng ghê sao. Ừ nó vẫn ghê. Chứ không phải là nó không ghê. Chúng ta sẽ đến với bức hình thứ hai. Từ đã các bạn. Từ. Nhiều khi em tặng. Em để máu nhiều ấy. Không phải. Hay này nó ngấm cái máu ra. Sao mặt chung nhỏ nhìn gớm các bạn ơi. Thiệt luôn đấy. Mấy mặt chung nhỏ ghê vậy. Cái gì? Đây nè. Mày sao cái mặt em đen xì hay tức mà máu ngấm làm gì cả nửa mặt em luôn. Ê. Các bạn ơi, nhìn cái mặt chung nhỏ nè. Trời ơi, bạn nhớ mặt chung nhỏ nè. Quái cái đồ gì ghê vậy, chung ơi, mấy em. Anh nhìn anh ám ảnh luôn đó. Tối nay là coi như... Có phải là máu? Hả, cái này... Mở cái này nửa mặt luôn. Cái này không phải máu đâu nè. Em nhìn cái vết máu nó bên phía ở phía ngoài không?
thì cái mặt của em á, nửa mặt bên đấy nó bị đen xì nữa các bạn ơi, các bạn hãy để ý nha. Cái mặt của chúng nhỏ nửa bên đấy nó bị đen xì, còn nếu mà con mắt của em mà nó còn thấy á, cái con mắt của em hình như nó cái gì không luôn. Thấy luôn, em không thấy luôn. Ghê vậy ta. Ừ, vãi cái nồi. Ok. Rồi, và đây chính là bức hình thứ. Cái bức hình này thì anh em mình không bị sao hết. Ê! Gì vậy? Tao nhìn đi, có cái đầu sau người, sau lưng em nè. Cái đầu của họ phải không? Sao tối họ vậy? Phải cái đầu không? Đây nè. Đấy hả? Từ từ. Cái tấm gương này. Cái mặt đó. Cái mặt của cha ra đi. Phải không? Phải. Em thấy cái đầu mà. Trời, mình đã nghi về một cái chuyện đó chính là họ cái sự xuất hiện ở sau cái gương nó rất rất là kinh khủng nha. Rất là kinh khủng luôn. Từ cái mặt của cha ra đúng rồi các bạn ơi. Nè. Mặt nó đúng không? Nè, anh nghĩ vậy á. Nè, cái miệng nó cười. Một cái hình nó rất là rõ luôn các bạn ơi, cái hình nó rất là rõ luôn nha, mà nó ở phía sau cái gương này nè. Đây là cái gương ở phía sau anh em của tụi mình nè. Từ cái này nó che mất con mắt của anh rồi. Chung, em để ý nè, nửa cái mặt ở bên đây của nó màu trắng và nửa cái mặt bên đây nó màu đen nè. Nó giống như cái hình của em vậy đó, nó giống như y chang cái hình của em luôn nè các bạn ơi. What the fuck nè, nửa cái hình bên đây màu trắng, nửa hình bên đây màu đen nè. Nửa bên đây màu trắng, nửa bên đây màu đen nè. Ghê các bạn thấy ghê không? Phải cái nồi. Đây, ok. Đây chính là cái nghi thức mà họ chụp hình với Chara vào 3 giờ sáng. Các bạn có thể để ý cái hình nó rất là ghê luôn. Đây. Các bạn nhìn nó rất là ghê luôn nha. Đây là ba tấm hình. Anh em của tụi mình khi mà họ quét máu lên nó hoàn toàn khác, nhưng mà khi mà anh em của tụi mình scan ra là họ ba tấm hình này, các bạn nhìn thấy ghê không? Ghê kinh khủng luôn. Ok. Và mình đã hoàn thành xong cái tâm nguyện của cái bạn Duy Nguyễn rồi nha. Bạn đó là họ đưa cho mình ra cái công thức này. Và ok, khá là ghê. Và mình chưa bao giờ mình chụp hình với Chara hết, nhưng mà lần này mình chụp thì mình thấy có nhiều sự biến động. Rồi. Anh bị rồi còn em bị nữa chứ. Con này nó mặn nó. Ừ. Và họ thật ra thường mà biến động á là cái hình nó không biến động dữ dội gì đâu. Nhưng mà hơi biến cái hình này nó hơi biến động quá. Thì những cái tấm hình này anh em của tụi mình có thể triệu hồi lên được cả Chara phía bên ngoài nữa. Thì anh em của tụi mình sẽ để lại cái hình này nha các bạn ơi. Ok. Chắc tới đây thôi. Rồi, anh đổ hết cả da gà nãy giờ rồi nè. Thì làm lại cái nghi thức này và mình đã gặp phải rất là nhiều rồi, cho nên là mình cũng đỡ sợ các bạn. Đỡ sợ rồi. Chứ lần đầu. Lần đầu các bạn mà coi mình hả làm cái nghi thức này mà mình muốn xỉu, mình muốn rớt tim ra ngoài luôn. Rồi. Và ok, mình đã làm xong rồi và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua video của mình. Nhớ đừng quên để làm một like và đăng ký cho anh em của tụi mình. Ghê, giữ lại cái tấm hình đó đi, có gì anh em của tụi mình sẽ triệu hồi Chara lên luôn.